giờ đó, tất cả các nhạc phẩm mà các anh chị em trong ban văn nghệ trình diễn gửi đến quý vị đó thì được cái phần đệm đàn của nhạc sĩ guitar Công Dũng anh. Dạ, em xin được giới thiệu, bởi vì đặc biệt anh không phải là chỉ hòa âm là đệm đàn đâu, anh còn là một nhạc sĩ sáng tác, và sau đây là một sáng tác của anh Công Dũng, tựa đề là Ru Lòng Người, sẽ được gửi đến quý đồng hương Phật tử qua tiếng hát của Phương Trang. Đường trần ngang